Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin quay nhanh một chút. Đây là những cái cặp loa sân khấu đến từ Mỹ các bác. Từ những dòng JBL cho đến những dòng loa sân khấu Sekvin, những dòng loa của vũ trường các bác ạ. Đây là một lô loa toàn loa của vũ trường hết. P-Fay rồi thì những dòng loa siêu khủng đấy các bác. Ví dụ này là JBL 468 4648 các bác nhé. Đó. Những dòng loa cực kỳ khủng luôn. Thì bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cái cặp loa đây các bác, những cặp loa Mỹ hàng gọi là siêu khủng. Em ơi, từ từ đã, em quay cho anh cái loa này ra đây, quay cái sạc pin này. Quay cái sạc pin ra cho anh quay. Thì đây là những cái cặp loa đến từ ở trong đây là những cái cặp loa phục vụ trong vũ trường các bác nhé. Đó, hoặc là sự kiện chất lượng ấy. Và những cái loa này thì nó phù hợp với những bác nào thích nha. Có những cặp loa đánh ở phòng trà, đó, phòng trà hoặc là đánh ở trong sân vườn, những khu biệt thự hoặc là những anh em làm show, làm sân khấu chất lượng cao các bác nhé. Các bác lưu giữ em đây những cặp loa đánh sân khấu chất lượng cao. Nó không phải là những dòng loa, những cái dòng loa full thì các bác mua bây giờ hàng bãi loa full Trung Quốc thì những cái dòng chính hãng của Trung Quốc ấy thì các bác mua nó cũng phải là mười mấy, 20 triệu một cặp loa xịn rồi. Đó, nhưng đây là những cái dòng JB rồi những dòng sạc pin. Đây có cặp sạc pin sân khấu này các bác. Đó các bác, cặp sạc pin sân khấu. Loa thì bọn em cũng chưa phải gọi là mới chỉ gọi là bóc ra thôi, chưa gọi là lau chùi kỹ các bác nhá. Đó, 4 đến 8 ohm các bác. Đây là dòng sạc pin Vega PD18B các bác nhá. Đó. Đây nó sử dụng đây các bác, đây này, cái volume. Cái bát nó là bát 50 các bác nhé. Bát 50 nó kiểu thằng này với thằng JBL 938 thì nó cũng dạng kiểu như vậy các bác nhé. Nó dạng kiểu như JBL 938 nhưng mà sạc pin thì luôn luôn nó có một cái chất và có một cái âm thanh nó cao cấp hơn JB một chút so với cùng một cái mã các bác nhé. Đó, anh em cứ nhấc ra đi. Đó, nhấc cái cặp, nhấc hết loa xuống đi, ok. Đấy, thì đây là những cái dòng Perfect nữa các bác. Đây, Perfect, P-Fay gì đấy, đọc tiếng Anh thì em cũng không rõ các bác. 400W này, đấy, những cái dòng loa sân khấu các bác nhé. Dòng loa sân khấu. Đây toàn là hàng công Mỹ các bác. Em sẽ báo giá trong cái video sau. Đây là em quay hàng xuống là toàn loa full thôi. Loa full của Yamaha này. Đó, loa full của rất nhiều hãng luôn. Nói chung là loa full bát 30 này. Vừa vừa tiền các bác chơi này các bác. Đó. Riêng cái cặp JB 4648 kia nó có thêm hai củ kèn nữa. Nó có thêm hai củ kèn, tí em sẽ quay làm một video giới thiệu các bác. Đây này. Còn JB này các bác. JB 4648 này. Đó. Đây các bác. Đây cũng là sạc pin Vega này các bác. Đó, sạc pin Vega. Còn đây là quả Yamaha các bác. Quay cái mặt ra cho các bác xem. Đây là hàng đóng đi gửi đi các bác. Hàng đóng gửi đi. Cặp loa rất là to. Yamaha các bác, đấy những cái cặp loa này toàn những cặp loa gọi là hàng siêu khủng các bác nhé. Đây toàn ở trong những cái âm thanh phòng trà mà nghệ sĩ biểu diễn thôi các bác. Đó và một số những dòng loa ở vũ trường nữa các bác, những cái cặp JB này ở vũ trường này. Nói chung là những dòng này các bác chơi chất lượng âm thanh cực kỳ cao các bác nhé. Nó không để so sánh với những dòng loa bình thường đâu. Những dòng này chất lượng âm thanh cực cao các bác, những dòng kiểm âm này. Đây những dòng loa sân khấu kiểm âm này các bác. Đó, nó hát ở trực, nó có thể trình diễn âm thanh ở trong những cái nhà hát lớn các bác đó, những cái nhà hát mà của bên ở nước ngoài ấy. Đặc trưng cái bát màng trắng của họ nhà kiểm âm nhà Yamaha các bác. Nhưng nó là công suất cực kỳ lớn các bác nhá, nó nặng kinh điển luôn. Nặng siêu to luôn, bát 50 các bác. Còn bát 50 hết sạc pin này các bác, đó. Những cặp thùng bát 50 các bác nhá. Dã man luôn. Những cái mẫu loa này thì thật sự các bác là nói thật là em về cái lô này là để em phục vụ các bác, những bác rất thích loa full. Đó là loa full, loa sân khấu. Phải chơi những dòng này các bác nhé. Chứ chơi em không bán những cái dòng mà nhập của Trung Quốc đấy các bác. Đó, nhiều anh em thì cứ nói là loa Trung Quốc cũng được. Nhưng mà đồng ý là loa Trung Quốc một số mẫu thì nó cũng ok. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái gọi là thị trường làm nhái những cái dòng loa của thứ nhất là của DK, thứ hai là của B3 các bác đấy, những dòng Z212X12i cái thứ là làm nhái rất nhiều, nhái như thật. Nên là thật giả lẫn lộn thì em cũng không muốn lùm xùm về cái vấn đề thật giả các bác.
thì em cứ nhập những dòng này, nó ít nhưng mà chất lượng các bác nha. Đó, cũng săn đón mãi được một xe ô tô các bác. Nguyên một xe ô tô luôn các bác nhá. Một vài chục cặp gì đấy các bác. Nguyên một xe ô tô luôn, toàn hàng chất lượng thôi. PVay này. PR PR15 này các bác. Đấy, cặp là full chất lượng này, 3410 các bác. Cái cặp này nó đánh thì thật sự các bác luôn. Nghe nó phê lắm các bác nhá. Đây GB này. 4648 này các bác. 4648 này là riêng cặp này, nó là cặp bát kép các bác nhá. Dòng này thì nó lại đánh theo phối ghép mà của hãng tư vấn là nó sẽ phải đánh theo những con kèn khủng. Thì hiện tại em về theo một cái, em về theo người ta có thể ghép với những cái củ kèn của hãng GB, hoặc củ kèn của hãng Perfect, hoặc là củ kèn của những hãng Sevin. Nói chung là phối ghép rất nhiều những củ kèn của hãng khác nhau, nhưng mà em đang về theo một củ kèn của GB luôn, củ kèn rất gấu luôn. Riêng cái củ kèn này nó nặng, một bên của nó nặng hơn 20 cân một cái củ kèn các bác, dã man luôn, kèn cực kỳ to các bác nhá. Các bác, đây những cái mẫu loa. Đây em để cặp yêm hàng trước cho anh đây. Nó để song song với nhau. Quay nha. Cặp loa rất là chất lượng các bác nhá. Cặp yêm hàng các bác. Thật sự cặp này em nghĩ là chục năm sau chứ đã gặp lại lần thứ hai rồi các bác. Những cặp này phần lớn thì người ta vẫn đang sử dụng ở bên đấy các bác, người ta cũng chưa thanh lý đâu. Những cặp này kèn bằng gang các bác. Kèn bằng nhôm các bác, bằng nhôm các bác nhá, rất lớn luôn. Cặp chất lượng rất cao các bác nha. Nhìn cái thiết kế rãnh phóng âm ở mặt trước này các bác là biết là cái cặp này nó để thể hiện cái âm sắc của ca sĩ cực kỳ chất lượng rồi các bác. Đây là một cặp loa full đôi này các bác. Full đôi GB hàng xịn luôn. Đây là những cái cặp loa, tất cả những cái hàng này là hàng công Mỹ hết các bác nha. Đó. Thì em cũng xin quay một chút xíu như vậy thôi. Các bác có nhu cầu mua những cặp loa sân khấu hàng xịn này, các bác hãy đến trực tiếp cửa hàng nhà em, hoặc là đợi em lên sóng từng cái mẫu một và em giới thiệu từng mẫu một thì các bác có thể tham khảo trên kênh nhà em. Đó, các bác đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo. Sau mỗi video thì các bác hãy cho em xin phím like. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây để bốc hàng các bác nhé. Xin kính chào các bác. Rất nhiều loa sân khấu khủng.